Phương Lê, nhiều người cảnh báo tôi về giới tính của Vũ Luân. Phương Lê cho biết khi thấy cô thân thiết với Vũ Luân, nhiều người nhắn tin cảnh báo nên thận trọng, coi chừng nam nghệ sĩ thuộc giới tính thứ ba. Hoa hậu Quý Bà Hòa Bình 2017 Phương Lê mới đây gây bất ngờ khi tiết lộ đã nhận lời cầu hôn của nghệ sĩ cải lương Vũ Luân. Cả hai lên kế hoạch tổ chức lễ đính hôn với đầy đủ người thân và một số bạn bè tham dự vào ngày 3 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước thông tin Vũ Luân và Phương Lê sắp về chung nhà, nhiều khán giả tỏ ra ngỡ ngàng. Trước đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện tin đồn và những lời bàn tán về giới tính của Vũ Luân. Trả lời ngôi sao, Phương Lê cho biết trong mối quan hệ với Vũ Luân, cô là người chủ động thưa nam nghệ sĩ trước. Hoa hậu nói cô không bất ngờ việc Vũ Luân bị đồn thổi về giới tính. Từ lúc tôi bắt đầu thân thiết với anh Luân, nhiều người đã nhắn tin, cảnh báo về giới tính của anh. Bản thân tôi lúc đầu cũng băn khoăn, nhưng khi tìm hiểu và yêu Vũ Luân rồi tôi mới thấy anh ấy thật sự chuẩn đàn ông 100%. Chuyện tình của chúng tôi diễn ra bình thường như bao cặp khác, với đủ cảm xúc, Phương Lê cho hay. Theo Hoa hậu, cô hiểu lý do mọi người nghi ngờ giới tính của nghệ sĩ Vũ Luân bởi anh vốn nhẹ nhàng. Ít nói, cử chỉ lại có phần điệu đà, giống phụ nữ. Anh ấy kỹ tính, biết chăm sóc bản thân. Anh hát cải lương, diễn nhiều vở tuồng cổ nên tay chân mềm dẻo, cử chỉ bình thường lúc nào cũng như đang múa. Vì thế, mọi người tưởng anh không chuẩn man ni là bình thường, Phương Lê nói. Ngoài việc bị nghi ngờ giới tính, nghệ sĩ cải lương Vũ Luân còn bị cho là có tính cách trái ngược Hoa hậu Quý Bà Hòa Bình Thế Giới 2017. Trong khi Vũ Luân có phong thái chậm rãi, điềm tĩnh, ít nói, sống kín đáo thì Phương Lê nổi tiếng hoạt ngôn, cá tính mạnh, từng có những cuộc tranh cãi gay gắt với anti-fan trên mạng xã hội. Khán giả dự đoán Phương Lê và Vũ Luân khó hòa hợp, hạnh phúc khi ở bên nhau. Đáp lại, Phương Lê thừa nhận cô và Vũ Luân khác biệt lớn về tính cách. Dù vậy, Hoa hậu cho rằng đây là một sự bù trừ, bổ sung cần thiết cho cả hai. Sự điềm tĩnh của anh Luân giúp tôi kiềm tính nóng nảy của mình. Ngược lại, anh Luân cảm thấy được cổ vũ, khích lệ nhờ tính cách sôi nổi của tôi. Khi yêu nhau, chúng tôi luôn thấy vui vẻ, hòa hợp, dễ chịu. Mọi người thường nghĩ hai cá tính khác nhau khó có thể dung hòa, chung sống hạnh phúc, nhưng thực tế chúng tôi đang có mối quan hệ tốt đẹp, hiếm khi xảy ra bất đồng. Đó là lý do tình cảm của tôi và anh Luân ngày càng phát triển, tiến xa và sắp tới đính hôn, Phương Lê cho biết. Hoa hậu thổ lộ ban đầu cô bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai, sự trưởng thành, chững chạc và những thành công trong lĩnh vực nghệ thuật của Vũ Luân. Càng về sau, khi tiếp xúc nhiều và tìm hiểu thêm về con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Phương Lê nhận ra Vũ Luân là người đàn ông rất tình cảm, tâm lý và tử tế. Anh ấy luôn thấu hiểu tôi, sẵn sàng lắng nghe, đưa ra những lời khuyên, góp ý nhẹ nhàng, phù hợp. Tính anh điềm tĩnh, sâu sắc nên thường lựa chọn từ ngữ cẩn trọng, tế nhị, khiến tôi không cảm thấy khó chịu, tự ái. Nhờ anh Luân, tôi đã có những thay đổi tích cực về cả ngoại hình lẫn tính cách. Chính anh ấy đã động viên, cổ vũ tôi giảm thành công 15kg, lấy lại vóc dáng thon gọn sau thời gian bị phát tướng, tăng cân mất kiểm soát. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì có người yêu, tri kỷ như anh, Phương Lê cho hay. Trước những ý kiến cho rằng Phương Lê và Vũ Luân đang hợp tác để làm hình ảnh, PR qua lại cho nhau, Hoa hậu khẳng định cô không bao giờ đem chuyện tình cảm ra làm chiêu trò, đánh bóng tên tuổi. Tôi khẳng định tình cảm của tôi và Vũ Luân rất nghiêm túc. Mối quan hệ này là thật, không phải đang diễn như nhiều người nghĩ, Phương Lê nói. Theo Hoa hậu, sau lễ đính hôn vào ngày 3 tháng 8, cô và Vũ Luân dự định sang năm 2025 mới tổ chức lễ cưới, bởi hiện tại cả hai còn bận nhiều việc. Phương Lê bật mí cô đang xây nhà mới ở thành phố Thủ Đức và vẫn tất bật với việc điều hành 3 công ty, 1 nhà máy. Người đẹp nói cô muốn dùng sức phát triển sự nghiệp để hoàn thành mục tiêu nghỉ hưu ở tuổi 50. Phương Lê sinh năm 1979, quê Trà Vinh, được biết đến khi đoạt Á hậu doanh nhân người Việt Thế Giới 2016. Năm 2017, Phương Lê đăng quang Hoa hậu Quý Bà Hòa Bình Thế Giới. Ngoài mở phòng khám nha khoa, kinh doanh bất động sản, khách sạn, resort, văn phòng cho thuê, Phương Lê còn là vlogger về ẩm thực. Cô có kênh YouTube riêng, thường xuyên thực hiện các video khoe tài nấu những món đặc sản miền Tây Nam Bộ. Về đời tư,
Phương Lê từng đổ vỡ hôn nhân năm 2022, hiện là mẹ đơn thân, có 3 con gái. Vũ Luân tên thật là Lương Văn Bình, sinh năm 1972. Năm 1992, anh tham gia nhóm đồng ấu Bạch Long, được nghệ sĩ Bạch Long đặt cho nghệ danh Vũ Luân vì thấy anh có nhiều nét giống Vũ Linh. Sau khi đi hát và nổi tiếng, năm 2002, Vũ Luân lập đoàn xã hội hóa lấy tên mình, chuyên diễn các vở tuồng cổ. Năm 2007, anh đoạt giải diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang lần 10. Năm 2015, anh được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.